Thư. Dạ có. Minh Thư. Dạ có. Minh Thư. Dạ có. Dạ có. Ung Minh Thư. Dạ có. Tiên. Trọng Tiên. Ồ. Tố Trâm. Dạ có. Bảo Trân. Dạ có. Mỹ Trân. Dạ có. Triều. Dạ có. Hồng Trinh. Hồng Trinh. Hồng Trinh nô. Thanh Trúc. Dạ có. Xuân Trường. Dạ có. Vi. Dạ có. Vi. Thảo Vi. Nô. Đức Vi. Dạ có. Rồi, các bạn thấy ha, cô điểm danh là cô có show màn hình cho các bạn thấy nha. Mốt đừng có nói là sao mà em có mà cô ghi không. Mình nhìn thấy cô ghi mình số 3 là có mặt 3 tiếng. Còn ví dụ như bữa trước mấy bạn nào vô trễ như là bạn Thiên Phú vô trễ 1 tiếng thì là còn 2 ha. Ok. Em điểm danh với hả? Bạn nào đó ạ? Điểm thấy gì ạ? Okay, so first I will talk about the homework I gave your group last week. Yeah, right? Thì có cô ơi. Hôm trước chúng ta. Sao em? Yeah, Thảo Vi có. Thảo Vi có, tại sao cô kêu mà không lên tiếng? Okay, so first of all, I will talk about the homework I gave you last week, all right? There were some group, okay, there were some group has done correctly, but there are some words is not correct, okay? Thì ở đây bữa trước nhóm số 3, hầu hết các bạn làm đúng, chỉ có một mình nhóm số 3. Nhóm số 3 các bạn coi lại có assignment. Cô có ghi chú vào của nhóm các bạn nha. Cái assignment của nhóm số 3. Rồi. Đây, nhóm số 3 viết cho tôi một bài tiếng Việt cũng không biết để làm gì. Alright. Môn này mà hôm mình học viết bằng tiếng Anh, còn cái môn tiếng Việt là ngày xưa các bạn học môn phương pháp nghiên cứu khoa học rồi. Nguyên cái nhóm này làm bài này bằng tiếng Việt hết, cho nên là không đạt yêu cầu. Ok. Cho nên nhóm này lưu ý ha, tại vì những cái thông tin này cô đang hướng dẫn cho các bạn viết cái chương đầu tiên trong một khóa luận, cái phần đầu tiên của một cái nghiên cứu, đó là cái introduction. Thì cái phần này nó sẽ dùng trong một cái background information. Ok. So before we continue, I will show you about the structure of the introduction. Ok. Cái mình sẽ cố gắng trong tuần sau, tức là tuần kế tiếp sau Tết á, chúng ta sẽ học viết được cái chương đầu tiên của một cái thesis, một cái nghiên cứu. Thì nó, cái chương đó nó gồm cái trúc, cấu trúc như thế này. Ok. So, the first one is the background of the study. Ok. Và background information này là nó sẽ dựa lên cái thông tin mà tuần trước, không phải tuần trước mà bữa thứ 6 vừa rồi các bạn vừa làm á. Tức là cái phần này chúng ta sẽ give an overview of the research topic. Ok. You have to give an overview of the research topic and you will cite why it is relevant and quarantine the study.
Alright, and this session should lay a solid foundation for the problem statement. Okay, như vậy để viết được cái background of the study này thì các bạn sẽ dựa vào cái thông tin bữa trước các bạn tìm á. Okay, các bạn cho cái overview, cái topic của mình nó đang như thế nào. Mọi người, tại sao nó lại relevant, tại sao nó cần thiết để nghiên cứu cái vấn đề này. Alright, and this one will lay a solid foundation for the problem statement. Okay, và nó là cái nền tảng để chúng ta đưa ra cái nghiên cứu của chúng ta. Okay, so that is about the background of the study. Okay, cho nên những nhóm nào các bạn đã tìm được cái background đó rồi, cô chưa nói là các bạn phải viết lại, thì các nhóm của các bạn á, sẽ phải dựa trên cái background information đó. Ok, các bạn phải dựa trên cái background information đó để các bạn viết thành cái phần background information của bạn. Chứ mình không có copy y chang, mình copy y chang vào thì mình sẽ bị coi là đạo văn. Ok, được chưa? Cho nên nhóm số 3 thì các bạn phải, vấn đề nghiêm trọng là các bạn đang ở tiếng Việt. Còn những nhóm còn lại, coi như các bạn đã có thông tin rồi, thì nhiệm vụ các bạn sẽ phải viết nó lại. Ok. Ok, so như vậy, cái tuần trước cô làm cho các bạn như vậy để coi các bạn tìm được cái background information rồi. Vậy thì khi mà tuần sau, bữa học sau nữa, thì các bạn phải cho nó thành một cái phần viết hoàn chỉnh. Ok, và lúc đó thì cái phần đó phải do chính mình viết, chứ mình không copy ở cái thông tin đó. Ok, bài vừa rồi thì các bạn chỉ copy thôi. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái tiếp tục. Thì các bạn nhìn thấy ở đây cái introduction thì nó có background of the study, gap of the study, objective and research question. Thì chúng ta hôm nay sẽ tìm tiếp cái gap of the study. Ok, như vậy gap of the study nó là gì? Alright, thì trong cái chương introduction này chúng ta vẫn phải nói ra cái gap of the study này tức là cái phần của mình đang nghiên cứu là cái nó đang trống thì chúng ta mới nghiên cứu. Understand me? Chứ không phải là người ta nghiên cứu rồi và chúng ta lại nghiên cứu lại. Cho nên các bạn phải xác định được cái nghiên cứu mà các bạn tìm nó đang là một cái gap mà chưa có nhiều người nghiên cứu về nó. Understand me? Any question about this? Cái này nó sẽ là cái khó khăn cho các bạn đó nha. So you have to identify that your research topic is the gap. Okay. And then, right, let's quay về PowerPoint. And then we move to the next part about the research statement. Rồi, tạm thời để cái gap ở đó, chúng ta sẽ identify sau. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục đến cái phần rất rất quan trọng, đó là chúng ta sẽ tập viết cái research statement và research question. Alright? So, now, write a sentence to sum up the main purpose of your research. Okay? So, start your research statement by saying, this research or this study of my project aims to, is to. Ok, mục đích của chúng ta làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ viết một câu để đưa ra cái purpose của chúng ta. Alright. Vậy thì các bạn lại quay về cái channel các bạn. Ok, chúng ta thống nhất là mỗi lần họp chúng ta sẽ vào channel nha các bạn. Tại vì cô sẽ theo dõi được bao nhiêu bạn tham gia vào cái cuộc họp đó. Ok,
Tại vì các bạn nhớ có một cái cột điểm mini test là tính cái điểm nhiều bài cộng lại chia ra đó, thì sẽ là những cái này. Alright, so back to your channel, okay, and you have 15 minutes. Các bạn có 15 phút mỗi nhóm để viết ra cái research statement của nhóm mình. Okay, so 15 minutes. Bây giờ đồng hồ cô là 9:40. Vậy thì 9:55 tất cả quay lại nha. Lúc đó cô sẽ kêu random bất kỳ một nhóm nào đó. Alright. Cô sẽ kêu bất kỳ nhóm nào đó để cô sửa, chứ không có thời gian để sửa hết cho 10 nhóm. Ok. Và những nhóm khác nghe góp ý của những nhóm kia để mà mình có để mình revise lại cái bài của mình. Ok. So 15 minutes everyone. Nhớ là quay lại đúng giờ. Ok. 15 minutes. Let's go. Hello, để mọi người thống nhất chủ đề mình viết luôn. Cái hình ông xe là viết câu để tóm tắt mục đích việc nghiên cứu của mình mà, đúng không? Chủ đề của mình là important of speaking hả? Viết một câu nhưng mà bắt đầu cái gì, nghiên cứu cái gì, rồi mục đích của việc nghiên cứu này là gì nữa.
mà bây giờ không nghĩ là mình chắc phải có chủ đề rõ ràng thì mới viết được. Hôm bữa cô chưa được có là chốt luôn hả? Đấy là tổng hợp về cái khía cạnh của cái kỹ năng nói luôn, tiếng Anh luôn đúng không? Ok. Như là lý do tại sao mà người học lại không tự tin sử dụng kỹ năng nói á. Không biết trong giáo trình nó có gợi ý không ta? Mẫu tức là mới làm thử một gửi lên đó mà xem thử. Có gì reply với lại trả lời trong group nha mọi người, trong group trong team nha mọi người, tại vì cô sẽ vô đó cô kiểm tra thường xuyên ấy. Nói chung là thì mình cứ đóng góp vui câu nào được thì chính mình ra.
với lại nó viết mục tiêu với mục tiêu của cái việc nghiên cứu này là gì á. Đang tìm. Bốn phút nó quay lại lớp nha. Ao về lớp nha. Ao luôn hả? Còn tới giờ rồi. Ủa? 55 lần mặt ta.
Rồi, cô thấy có một vài group các bạn quay lại rồi. Group nào quay lại thì các bạn gõ cái research statement các bạn lên chat box, các bạn ghi tên group mình ha. Ví dụ group 1, rồi 2 chấm. Cái research statement của bạn là gì các bạn ghi lên cho cô sửa. Ok. Cô sẽ sửa khoảng 3-4 cái research statement thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua cái phần research question. Rồi, let's start looking at the first group, group 7. This research aims to identify student difficulty in translating English text and find out some solution to improve translation skill. Okay, this research aim is okay. Okay. Cái em này thì nó không có vấn đề gì hết. Của nhóm số 7 là ổn nha. Ok. Nhưng mà cái khó khăn của các bạn là làm sao mà các bạn identify. Ok, làm sao mà identify được những cái difficulty này. Ok. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo của nhóm số 9. The research is to help students to be able to come up with the most effective vocabulary learning plans by arranging study time and space. Okay. Thì ở đây cô thấy là to help students. Thì cái em của các bạn nó chưa có specific. Nó phải specific hơn nữa. Cho nên cái câu này chưa có được. Các bạn có thể tham khảo ở trên slide hồi nãy cô share. Có những động từ các bạn có thể dùng ở trong một cái research statement là to develop, to determine, to describe, to assess, to incorporate, to explore, to right. Thì các bạn có thể dùng những cái động từ này vào trong cái research aim của các bạn. Ok. Ví dụ như the research is to explore
All right, the most effective vocabulary learning plans. Okay. Rồi, group 9 sửa lại. Group 1, my project aims to learn about the process of studying factors that affect listening skills and how to learn better, as well as difficulty in learning listening. Cái khúc đầu thì được nè. To learn about the process of studying factor. Nhưng mà cái process of studying factor that affect listening skill là cái gì ạ? À? Ví dụ các bạn viết gọn như thế này: My project aims to explore the factors that affect listening skill. Tức là các bạn đi tìm hiểu những cái factors mà nó ảnh hưởng đến listening skill của sinh viên. Alright, còn các bạn viết cái process of studying factor là cái gì thì nó hơi bị complicated. Ok. Rồi, group 1 sửa lại nha. Group 5. The goal of the study is to explore nha. Nhưng to explore difficulties and necessary skills when speaking to have students become more confident and use English fluently. Thì cái vấn đề ở đây là các bạn sẽ đi tìm những cái difficulty và những cái skill cần thiết, đúng không ạ? Alright. Rồi tiếp theo của group 2. This research is to check the student listening level, then find out the reason why. Cái câu này của mình nó hơi có vấn đề ở cái chỗ là student are having difficulty in listening skill. Mình chưa làm nghiên cứu thì làm sao mình biết là student nó có difficulty? Nhóm Hiền, group 2 trả lời coi. Dạ cô. Mình chưa có biết gì hết, sao mình biết là có student nó có difficulty in learning listening skill? Căn cứ ở đâu? Do rồi. Nếu như các bạn nói là student nó có difficulty, vậy thì cái chỗ background á, em nhớ hồi nãy cô hướng dẫn cái chỗ introduction có background information á, thì em phải tìm ra được những cái chứng cứ nói là student nó đang có difficulty in learning listening skill. Understand me? Yes. Okay. Rồi, thứ hai nữa là cái chữ check của mình. Cái chữ check của mình nó không có được formal cho lắm, cho nên chữ check này các bạn phải đổi lại. Có thể là đổi sang là dùng chữ describe hoặc là assess. Okay, tức là các bạn sẽ xác định được cái level của student listening như thế nào. Alright. Cho nên group 2 sửa lại những ý cô nói nha. Rồi group cuối cùng, group 8. This research is to find out the difficulties that students have to face too, and help students to improve their speaking skill. Rồi, cũng giống như nhóm hồi nãy ha, group 8. Các bạn phải có một cái background information nào đó cho thấy là student nó đang có difficulty ở speaking. Ok. Hồi nãy nhóm 1 cũng vậy. Nhóm 1 là các bạn cũng làm, không phải nhóm 1, cái nhóm đầu tiên mà đưa bài đó, nhóm số 7 á, cũng vậy luôn. Các bạn phải có background information mà các bạn cho thấy là student đang có difficulty in translating. Tự nhiên cái giờ mình nói con ta đang gặp khó khăn rồi mình đi tìm giải pháp, trong khi đó thật sự nó không có khó khăn thì sao? Cho nên những nhóm mà đi nói, đi tìm những cái difficulty, thì ở cái background information các bạn phải viết được, right? Các bạn phải viết được cái
cái thông tin mà cho thấy là cái đối tượng bạn nghiên cứu đang có cái khó khăn, đang có difficulty về vấn đề đó. Clear? Everybody clear? Đúng không ạ? Yes, miss. Nói các bạn ghi chú nha. Tại vì á, qua Tết, cái là tới tuần 4 á, là cô hướng dẫn xong cái chương introduction, là mỗi nhóm, mỗi bạn phải nộp một cái introduction cho cô đó nha. Ok. Right, so we continue. So we have done our research objective. Now we move to the next part, which is about research question. Alright. Okay, so we have the research question. The research question will make the research aims become more specific. Okay, các bạn nhớ cái research question này nó cũng là đưa ra cái mục đích của cái research của chúng ta, nhưng nó được thể hiện cụ thể hóa bằng những cái câu hỏi. Và khi các bạn làm nghiên cứu xong, các bạn sẽ trả lời cho những cái research question này. Phân biệt ha, kinh nghiệm của cô là thấy có nhiều bạn á không có phân biệt được research question và cái questionnaire. Questionnaire là cái phần list câu hỏi mà chúng ta sẽ đem đưa cho người ta, chúng ta khảo sát. Alright. Còn research question là cái câu hỏi mà chúng ta đưa ra để cuối cái nghiên cứu của chúng ta answer, chúng ta trả lời cho nó. Cho nên đẹp nhất là một cái research chúng ta có ba cái research question, and the research question should be specific, tức là nó phải exactly, nó rõ ràng là bạn muốn đạt được cái gì. Thứ hai, measurable. Okay, how will you measure the success of your research? And thirdly, it should be realistic. Okay, nó phải thực tế. Ví dụ, hồi nãy cô thấy một nhóm là các bạn muốn biết được cái level of listening of the student. Vậy thì cái câu hỏi bạn đưa ra là gì? Cái research question của bạn có thể là what is the level of listening of the student gì gì đó? Student ở đâu? Alright, mình ghi đạt. Ok, đó là một loại câu research question. Alright, rồi, any question? Có hình dung được mình sẽ viết research question như thế nào đâu? Bây giờ chúng ta lại quay về channel của chúng ta và dùng 20 phút để viết cái research question của chúng ta. Alright, và sẽ bắt đầu bằng cụm từ this study hoặc là this research will try to answer the following question. Rồi viết ra ba câu hỏi. Cái phần hồi nãy research em các bạn cũng lưu lại nha. Để làm chi? Để tuần tới nữa cô bắt viết introduction á, thì có những cái này. Những cái này là những cái góp nhặt để các bạn viết thành một cái bài hoàn chỉnh của cái introduction mà tuần sau sau Tết là cô yêu cầu á. Ok. Rồi bây giờ quay lại channel của mình, lại tiếp tục thảo luận và viết ra ba câu research question cho cái nghiên cứu của mình. Ok, so lần này thì sẽ là 20 phút tại viết ba câu. Cho nên bây giờ đồng hồ cô bây giờ là 10:10. Vậy thì 10:20 tất cả quay về đây nha. Ok, 20 minutes start. Hồi nãy là đúng giờ rồi đó, lần này cũng cố gắng mình làm đúng giờ giống nãy. 20 minutes everyone. Và nhóm nào cần thời gian thì các bạn ra cái chỗ general, các bạn gõ lên chat box là my group need 5 more minutes. Ví dụ vậy để cô biết cô đợi ha. So let's start everyone. 20 minutes.
Trong cái file đó, có cái quân Zalo mà cho vô đó luôn đi. À giữ ba câu hả?
bạn ơi. Rồi, nhóm nào xong thì các bạn viết cái câu research question các bạn lên. Cô sẽ sửa cho 5 nhóm nha. Ok. 5 nhóm đầu tiên.
Ok, I see group 5, group 2, group 8, group 3 and group 9. Rồi, đủ 5 nhóm rồi, cô sẽ tự cho 5 nhóm này nha. Ok, so look at group 5 first. What is difficulty? Rồi, đầu tiên là hết sai ngữ pháp nè. Difficulty làm sao mà is được? Ok. Rồi, nếu như mà bạn muốn tìm về difficulties và necessary skill thì câu này các bạn chia làm hai câu. Thứ nhất là what are the difficulties? Ok. Rồi, difficulty gì trở lại? Và thứ hai là what are necessary skill that student need to become more confident and to use English fluently? Ok. Rồi, number 2, what factors have constrained the people? Câu này là muốn nói gì ha? Group 5, câu số 2 muốn nói gì nè? Dạ, cũng như là những cái nhân tố nào nó ảnh hưởng đến cái việc mà người có tiếng Anh hoặc cải thiện cái khả năng nói thôi. Ý em là what factors influence, đúng không? Yeah. Influence people speaking ability. Alright. Rồi. Coi chừng câu số 2 nó lớn, nó là cái trùng với câu số 1, nhưng nó là cái lớn. Tại vì cái factors này nó bao gồm cả difficulty ảnh hưởng rồi những cái skill luôn. Nên câu số 2 nó đang là cái bị overlap với cái số 1. Rồi câu số 3. How to improve? Đây không phải là câu hỏi. Rồi. Có thể là how can the student improve their speaking skill? Ok. Nhưng nếu bạn chọn cái câu hỏi số 3. Ok, chưa đâu, những câu hỏi này nó chưa chốt vấn đề đâu. Tại vì tiếp theo là chúng ta sẽ đặt vấn đề là chúng ta sẽ làm cách nào để giải quyết những câu hỏi này. Làm sao chúng ta đi tìm đáp án cho những câu hỏi này. Alright, thì cô tạm thời cô chỉ sửa cho các bạn theo nó đúng. Alright, nó đúng rồi, còn bây giờ để nó tiến hành được nữa. Ok, giống như hồi nãy các bạn thấy tiêu chí của những research question nữa là measurable. Và có một cái tiêu chí là nó phải possible to achieve, nó phải realistic. Ok, nó phải realistic. Thì có thể cái của mình chưa realistic nha. Cho nên lúc đó mình lại chỉnh nữa. Ok, đợi cô ship.
pha chỉnh sửa nha. Nó vẫn chưa là bản cuối cùng của chúng ta đâu. Tại vì cái research question là cái chúng ta hướng đến, là cái vấn đề chúng ta sẽ phải giải quyết. Cho nên các bạn sẽ sửa từ từ. Cái này cô chỉ mới sửa cho các bạn theo đúng ngữ pháp và đúng nguyên tắc thôi. Rồi tiếp theo khi mà nói đến method thì các bạn sẽ phải chỉnh nữa. Rồi tới group 2. Question 1. What is the level of listening of English? Listening level, hai chữ level lặp lại. Of student at IUH. Vậy thì mình có thể sửa là what is the level, hoặc là bỏ cái the level đi. What is the listening level of student? Alright. Rồi number 2. How to improve. Giống như hồi nãy cô sửa ha, câu này chưa thành câu hỏi, chỉnh lại. Rồi, is this study helpful for student? Câu số 3 là không được rồi nha. Câu số 3 là nó rất là không ổn ở chỗ là các bạn sẽ thấy mình tự nhiên cái mình đi nghiên cứu rồi xong mà cuối cùng mình đặt vấn đề là cái nghiên cứu này có helpful hay không. Để biết được cái nghiên cứu này có helpful hay không là các bạn phải làm cái nghiên cứu mới nữa. Cho nên nhóm này phải chỉnh lại. Ok, câu 2, câu 3. Rồi, group 8. Cô nói, cô sửa mà nhóm mình không hiểu chỗ nào thì nhóm phải nói nha. Group 8. This research will try to answer the following question. 1. What are the difficulties that the student? Ok, chứ mình để student face là mình sai ngữ pháp nè. Cho nên phải chỉnh là what are the difficulties that the student face when speaking English? Ok, bỏ 2 đi. Number 2. What methods that student can improve their English speaking skill? What methods that student can use to improve their speaking skill, huh? Number 3. What should student pay attention to when communicating in English with native speaker? Ok. Rồi, group 3. How are ways to improve? Sao mà how được? What are the ways to improve pronunciation in English? Alright. Number 2. Câu số 2 cô không hiểu. Nhóm 3. What do the result achieve? Cô không hiểu. Number 3. What do you think if you make a mistake? Trời ơi, câu nghiên cứu mà Du ở đâu? Du là ai? Du là ai đây? Right? Ok, group 9. What effective ways will you learn vocabulary? Okay. Number 2, how to plan. Câu how to plan cũng sai ngữ pháp nha. Câu đây cũng không phải là câu hỏi. Rồi câu số 3, is it relevant for student? Ít là cái gì đây ạ? Không được luôn. Cho nên câu số 2, số 3 không được. Group 1, which are the factors that influence listening skill? Được, ok. How can find, chủ ngữ của câu này là gì? Không được nha. Alright, number 3. What are the importance of list of learning better? Câu này cô cũng không có rõ cho lắm nha. What are the importances? Important thì làm sao số nhiều được nè. Of learning. Được chưa? Rồi, sau khi các bạn sửa lại ba cái research question các bạn rồi thì bắt đầu lại suy nghĩ cho cô, bạn sẽ dùng cách nào để đi tìm cái đáp án cho những cái research question này. Đó. Và khi các bạn bây giờ suy nghĩ cái cách thì các bạn đi tìm cái đáp án, và các bạn cảm thấy không có cách thì các bạn sẽ phải lại đổi cái câu research question của các bạn. Understand me? Cô lấy ví dụ.
cô lấy ví dụ nhóm nào đây? Của nhóm 2 đi. Nhóm 2 có câu 1 là đúng rồi, còn hai câu còn lại phải sửa. Thì cô lấy ví dụ câu số 1 của nhóm 2 là các bạn đi tìm the level of listening of student at IUH. Thì cái cách để đi kiểm tra, đi để nghiên cứu ra được coi cái trình độ nghe của mấy bạn đó đang như thế nào, thì mình phải làm cách nào ạ? Group 2. Group 2. Thưa cô là phải đi khảo sát. Khảo sát như thế nào để biết được cái trình độ nghe của mấy bạn? Thưa cô là phải làm ra một bản câu hỏi khảo sát rồi ạ. Làm sao mà khảo sát mà biết được trình độ nghe của mấy bạn? Ví dụ nè, ví dụ bây giờ bạn Hiền, bạn Thu Hiền nghe rất là giỏi, nhưng mà cô phát khảo sát, cô hỏi bạn Hiền cho cô biết trình độ nghe của bạn ở level nào, cái bạn Hiền nói ở trình độ trung bình. Như vậy kết quả khảo sát có chính xác không? Được chưa? Không, vậy đâu chính xác. Cho nên để biết được cái level của listening của bạn mình thì mình phải làm sao? Chưa? Tiếp tục coi. Group 2. Em không phải group 2, nhưng mà em có cái suy nghĩ là mình có thể sử dụng, mình có thể hỏi bằng trong cái bản khảo sát đó, mình có thể hỏi bạn đó là cái số điểm trung bình môn hoặc là cái số điểm mà học kỳ nghe của bạn đó vừa rồi như thế nào. Đó cũng là một cách. Alright. Như vậy thì bạn, chúng ta sẽ đi khảo sát bằng cách, nhưng mà có chắc là bạn mình sẽ ghi đúng điểm không? Lại thêm một vấn đề nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến cái validity, cái tính trung thực của cái bài, của cái nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của mình. Right. Các nhóm khác nghĩ sao nếu mà đi tìm cái level của English listening? Chúng ta phải tìm cái cách nào mà có được cái kết quả chính xác nhất. Ok. Mặc dù như hồi nãy bạn Thiện có suggest cho nhóm này là chúng ta sẽ lấy khảo sát và chúng ta sẽ yêu cầu bạn mình đưa cái kết quả điểm. Đó cũng là một cách, nhưng vẫn có thể khả năng là cái kết quả nó không chính xác. Bởi vì sao? Bạn muốn đi mấy điểm bạn điền, đúng không ạ? Cho nên để khi nghiên cứu thì chúng ta phải tìm cái phương pháp nào để chúng ta có được cái kết quả chính xác nhất. Alright. Thì nếu như các bạn muốn đi biết cái level của nghe của bạn mình, thì một là các bạn phải có cách nào xin được cái bảng điểm. Alright. Bảng điểm của toàn bộ sinh viên tùy đối tượng. Các bạn muốn tìm cái level của sinh viên năm nhất thì bạn sẽ đi tìm cái, bạn sẽ đi xin bảng điểm của sinh viên năm nhất môn nghe, để bạn coi ok level này sao, bao nhiêu bạn đạt bao nhiêu điểm và cái trình độ đề thi nó ở level gì. Alright. Và bạn sẽ dùng cái thang đo gì để nói. Ví dụ bạn dùng thang đo ngoại ngữ 6 bậc châu Âu, tức là từ A1, A2, B1, B2, C1, C2, để bạn dựa vào đó để bạn đánh giá. Để cuối cùng cô lấy ví dụ, bạn ra được kết quả là ok, 90% sinh viên năm nhất đạt trình độ B1 ở kỹ năng nghe. Right. Cho nên làm nghiên cứu thì chúng ta phải có những cái thang đo như thế nào. Understand me? Group 2. Cho nên nếu group 2 tiếp tục đề tài này thì các bạn phải tiếp tục suy nghĩ coi các bạn dùng cách nào để có được cái kết quả chính xác và hợp lý nhất cho cái câu hỏi research question của bạn. Rồi cô lấy một nhóm khác. Group A đi. Group A là difficulty students have to face when speaking English. Vậy thì nhóm mình sẽ dự định dùng cách nào để đi tìm đáp án cho câu research question number 1. Group 8. Dạ thưa cô, là dùng bảng khảo sát.
khảo sát. Mình sẽ liệt kê ra những cái khó khăn rồi cho mấy bạn chọn. Nếu như vậy có nghĩa là mình đã biết những cái khó khăn rồi. Alright. Câu hỏi của em là em đi tìm những cái difficulty. Còn cái này nếu em nói em list ra để cho bạn chọn, tức là em đã biết cái difficulty đó rồi. Đúng không? Thấy không? Không đơn giản tí nào. Còn nếu em đã có những cái nghiên cứu trước, cô lấy ví dụ ha, à, ông A, ông B, ông C đã làm nghiên cứu và tìm ra những cái difficulty này rồi, ok, thì em vận dụng và em muốn tìm coi sinh viên của trường em có những cái khó khăn nào nhiều nhất, thì lúc này em lại đổi câu hỏi. Vì em đã biết những cái difficulty rồi và em muốn biết là sinh viên trường em gặp khó khăn ở cái difficulty nào nhiều nhất. Alright. Thì cái này là vấn đề khác nữa, cho nên đó mình lại phải đổi câu hỏi lại. Được không? Group 8. Understand me? Yeah. Ok. Hoặc như group 3 có một câu hỏi và cô cũng không biết các bạn sẽ dùng cách nào. Ví dụ number 1. What are the ways to improve pronunciation? Vậy thì group 3 dự định sẽ dùng cách gì để giải đáp cho cái question này? Group 3. Group 3 đâu rồi? Dạ em đi cô. Câu số 1 mình sẽ dùng cách nào để giải quyết? À, em nghĩ là mình sẽ đưa ra những cái phương pháp để mình, hay là những cái cách để mình cải thiện phát âm, thì để mình trả lời cho câu hỏi này. Những cách đó em tìm ở đâu ra? Giờ em sẽ tìm hiểu trên mạng. Vậy thì được không ạ? Tại vì nó vừa bị dập với em không nghe được. Em sẽ đi tìm những cái cách ở trên mạng và sau đó em đưa đó là đáp án. Vậy thì làm sao em chứng minh được những cách đó nó có thể improve pronunciation? Bởi vì đó cũng chỉ là thông tin trên mạng và nó đã qua nghiên cứu là nó có thể improve pronunciation hay không? À, tại vì em thấy có những trang hoặc là những trên mạng nó đều dạy cho mình cách phát âm đúng hơn, và cũng có những cái video của những thầy giáo, cô giáo nước ngoài dạy về cách phát âm tiếng Anh để cho mình có thể cải thiện về cái cách phát âm của mình. Cô nên em nghĩ những cái nó có thể là đúng để mình ứng dụng vào được. Như vậy đó chỉ là những cái cách thôi, còn nó có improve được hay không thì em chưa xác định được. Thấy chưa? Yeah. Cho nên câu hỏi số 1 này, mặc dù mình nói về ngữ pháp, về logic nó ok, nhưng các bạn sẽ gặp khó khăn ở cái chỗ là làm sao các bạn tìm đáp án cho nó. Ok. Hoặc là cô nói về phương diện phát âm, các bạn sẽ có thể đi theo hướng như thế này. Các bạn có thể chọn một cái method nào đó mà các bạn cảm thấy tâm đắc trên mạng và các bạn ứng dụng nó vào một cái group of students. Ok. Và các bạn ứng dụng trong vòng 1 tháng, 2 tháng để rồi sau đó các bạn kiểm chứng coi sau khi sử dụng cái method đó thì cái pronunciation của student có improved hay không. Thì đó là một cách nghiên cứu. Còn câu số 1 như thế này là chưa được. Dạ. Được chưa? Rồi, cô chỉ sửa cho 5 nhóm, tức là phân nửa lớp thôi. Thì những nhóm còn lại, các bạn lại tiếp tục nghĩ về cái cách mà các bạn sẽ giải quyết những cái câu hỏi này.
Alright. Trong vòng tiếp tục, mỗi nhóm sẽ có tiếp tục 15 phút. Ok. 15 phút. Được chưa? À, bây giờ là 10:50 đến 11:05 sẽ quay lại và lúc đó cô sẽ dùng qua cho khoảng 4 nhóm thôi. Ok, so back to your channel, 15 minutes. À, các bạn sửa câu hỏi và các bạn ghi một cái tên ra, các bạn dùng cách nào để các bạn giải quyết nó thôi. Ok, 15 minutes. Dạ cô ơi, cô, cái nhóm 1 của cô, cái nhóm 1 cái câu 3 cô là cái tầm quan trọng của việc học tốt môn nghe cô là không được hả cô? Kiểu mà em tính là dạ. Rồi em nói đi, nhóm tính làm cái gì? Dạ tụi em tính là cái tầm quan trọng của giống như là mình học, nếu mà mình học tốt môn nghe là mình sẽ được cái gì vậy cô? Cái này đâu cần làm nghiên cứu. Dạ cô. Đúng không? Cái này em chỉ cần lấy cuốn sách môn phương pháp giảng dạy thôi, tìm cái môn cái phần về giảng dạy listening, tại sao dạy listening là ra được kết đáp án rồi, đâu cần nghiên cứu gì nữa. Dạ vậy là mấy em phải đổi cô. Đúng rồi. Câu 2 là chủ ngữ của tụi em là không phải du là gì cô? Thì đó vấn đề cô đang hỏi đó. Du hay là student, du ở đây là ai, du là cô á hả? Em biết rồi cô, em cảm ơn cô. Yeah, rồi. Ba câu đó luôn.
Alo mọi người ơi. Nào nữa? Còn có bút. Em có một, hai câu ba được. Mình lựa câu hỏi ra xong rồi mình trả lời cho cái câu hỏi đó đúng không? Giờ mình lấy trước hai câu hồi nãy đi, hai câu hồi nãy cô sửa rồi đó. Mình chỉ đưa ra cái cách để mà mình khảo sát thôi. Mấy câu của mình đó rồi. Như vậy, phải nghĩ ra cái cách khảo sát. Đưa ra cách khảo sát hả, chứ không phải là đưa ra cách giải quyết hả ta? Khảo sát với một câu, một số câu hỏi trắc nghiệm. Vậy thì sao đánh giá được mọi người? Sao đánh giá được nó là chính xác đó?
Không biết được cái hướng thế nào. Mình trả lời nó chưa có cụ thể lắm. Giờ mình cứ tìm cái hướng trước đi, tại vì cũng chưa có vô cụ thể mà. Đúng rồi, các bạn sẽ interview. Ok.
Rồi câu 2, câu 3 không ghi gì là nhóm 10 chưa tìm ra cách hay sao? Vậy cô tụi em đang cần. Đó, nó là lý do tại sao cô nói là cái recent question các bạn sẽ chỉnh sửa. Một là các bạn không tìm ra cách để đi tìm cái giải đáp thì các bạn sẽ phải sửa câu hỏi. Alright, để làm sao? Để cho các bạn có thể dùng cái cách interview này các bạn giải quyết luôn cũng được. Alright. Rồi, như vậy thì nhóm 10 câu số 1 là ok rồi. Đó, 2 số 3 và các bạn phải chỉnh. Rồi, nó... cô... sao em? Cô cho em hỏi này, nếu như vậy thì con 2 tụi em dùng interview chứng điện cô. Được. 3 câu research question của mình có thể dùng một cách interview. Nhưng câu hỏi số 2 này của em, what are the factors that affect speaking skill? Thì nếu như em dùng chữ factor này thì nó chưa được. Em phải dùng chữ factor nào mà là factor liên quan đến con người. Right? Ví dụ, what are the personal factor? Hoặc là cái gì đó mà liên quan đến con người, ví dụ như là what are the study habits that affect speaking skill, thì em sẽ đi coi những người này cái thói quen học hành của họ như thế nào và ảnh hưởng đến cái speaking skill của họ như thế nào thì em mới dùng được interview. Còn factors thì nó có nhiều yếu tố ảnh hưởng mà chính cái mình là người học mình cũng không biết để mình đáp trả lời đâu. Em phải chọn những cái factor nào mà cái người tham gia đó người ta có thể trả lời được. Understand me, group 10? Rồi, group 9 nha. What effective way will student learn? Câu này sửa lại cho đúng ngữ pháp chút xíu. What are the effective way that help student learn vocabulary? Sửa lại ha. Rồi, cái của group 9 hình như nãy cô nói rồi hay là cô nói nhóm khác nè. Cái effective way thì làm sao em tìm? Em hỏi student, tức là em đã có những cái cách để học vocab hay sao? Group 9 trả lời cho cô nè. Dạ đã có cô. Đã có, rồi bây giờ em muốn coi cách nào effective và em sẽ hỏi student. Hỏi student như thế nào? Dạ em sẽ liệt kê các cách đó rồi để các bạn học sinh khác chọn vô mà cái cách các bạn đó cảm thấy phù hợp. Như vậy thì ở đây là phù hợp thôi chứ không phải effective. Nếu em nhìn effective thì sẽ rất khó khăn. Tại vì nếu em nói cái cách học đó effective có nghĩa là người đó phải học dùng cái cách đó và người ta có cái sự tiến bộ sau khi dùng cái cách đó. Cô lấy ví dụ, các bạn biết cái phần mềm Elsa đúng không? Imagination. Thì bây giờ muốn biết cái phần mềm đó rất hiệu quả hay không thì chính bản thân các người tham gia, các participant phải sử dụng nó và sử dụng trong một khoảng thời gian, ví dụ 2-3 tháng, và sau đó cái pronunciation của họ cải thiện thì mới kết luận được là cái cách đó effective. Alright. Còn bây giờ cô đi hỏi em, em dùng cái đó em thấy effective không? Em nói yes. Như vậy thì nó cũng chưa chính xác. Alright. Nhiều khi em là người quảng cáo cho công ty đó thì sao? Understand me, group 9? Yes. Ok. Rồi cho nên cái phương pháp survey này là chưa câu hỏi số 1. What should students do to improve? Rồi câu số 2 cũng chưa được luôn. Right. Câu số 2 là không ổn á. Cô nghĩ là nên đổi câu hỏi research số 2 đi. Rồi câu số 3, the best way to allocate time to learn English.
cái này là ý tụi em muốn nghiên cứu cái gì cô không hiểu nè. Rồi group 9. Group 9 thấy sao? Câu số 3. Cô chưa hiểu các bạn muốn làm gì. Group 9. Này đâu rồi? Thưa cô là cách tốt nhất mà để phân bố thời gian mà việc học từ vựng tiếng Anh có hiệu quả nhất. Rồi, vậy thì em nghiên cứu bằng cách nào? Dạ, xác định khung giờ vàng của sinh viên lúc tập trung nhất à? Làm sao xác định? Khảo sát. Khảo sát cũng là hỏi thôi đúng không? Yeah. Rồi làm sao biết cái khung giờ đó là khung giờ vàng? Được chưa? Cho nên các bạn sẽ thấy nó có những cái khiến nó ảnh hưởng đến cái tính reliability của cái nghiên cứu các bạn. Ok, cho nên câu số 3 hơi bị khó nha. Right. Tại vì câu số 3 câu hỏi chưa rõ là các bạn không có hỏi rõ là when is the best time. Cô nghĩ là các bạn muốn hỏi như vậy. When is the best time for students to learn English vocabulary effectively? Là các bạn muốn hỏi cái khoảng thời gian mà học tiếng Anh effectively. Alright. Cho nên các bạn sẽ hỏi người ta vào cái khoảng thời gian là ví dụ như là ban ngày hay ban đêm hay cái gì đó. Được không ạ? Cho nên group 9 coi lại, chỉnh sửa lại nha. Ok. Rồi, group 1, câu số 1, gửi survey, ok. Câu số 2. Câu số 2 thì nó sẽ có vấn đề là bạn đưa nhiều cái solution và cho student choose. Và các bạn nói cái mà người ta chọn nhiều nhất là cái tốt nhất. Không phải, cái chọn nhiều nhất nó là cái ngẫu nhiên thôi, chứ chưa chắc là cái tốt nhất đâu các bạn ơi. Cho nên câu số 2 là chưa được. Câu số 3, ok, ok student. Và những câu hỏi này các bạn sẽ phải interview, chứ các bạn không có đưa cho người ta chọn được. Tại vì ở đây là các bạn chưa có gì hết. Ví dụ câu số 1 các bạn đang nói là các bạn không có biết factors nào hết. Các bạn phải đi tìm what are the factors. Cho nên cách dùng ở đây cũng chỉ là interview thôi. Right. Rồi, có một vấn đề chung như thế này, cô nói để các bạn chỉnh sửa. Đa số câu hỏi các bạn chọn ở đây là những câu hỏi what, tức là các bạn đi tìm cái gì, tức là các bạn chưa biết nó là cái gì, thì các bạn không thể nào đưa ra những cái lựa chọn và kêu người ta đánh dấu vào. Cho đấy, giống như nhóm của bạn Nhiên cũng vậy, bạn đưa ra những cái choice và muốn người ta chọn, thì như vậy là không có được. Ok, bạn đang nói bạn đi tìm, bạn nói là bạn tìm most difficulty. Ok, như vậy là các bạn đi tìm, bạn đã có những cái difficulty rồi. Và những cái difficulty mà bạn có rồi nó phải dựa trên những nghiên cứu của những người khác nha, chứ không phải là do tự bản thân mình đưa ra. Ok. Alright, nhóm của bạn Nhiên thì ok rồi. Tại vì bạn bỏ những cái tính từ necessary speaking skill. Ok, nhưng cô lưu ý là câu số 1, số 2, những cái bạn đưa ra cho người ta chọn nó phải dựa trên những cái nghiên cứu mà
những nhà tác giả khác đã làm ha. Alright. Rồi nhóm cuối cùng, nhóm số 7, difficulty. Nhóm số 1, câu hỏi số 1 này bạn cũng sẽ phải làm interview giống những nhóm khác chứ không có làm survey để cho người ta lựa chọn nha, tại bạn không biết cái difficulty gì. Câu số 2. Ok, cũng vậy luôn, cũng interview luôn, survey và các bạn có thể interview. Solution. Câu số 3 không ổn tí nào. Nếu như người ta đã biết những vấn đề này và người ta biết cái solution rồi thì vậy thì người ta đâu có make mistake nữa. Cho nên câu số 3 cái cách này là không phù hợp. Alright. Rồi. Các bạn check note lại hết những cái thông tin mà hôm nay các bạn làm việc ha. Qua Tết, tức là tuần đầu tiên, các bạn sẽ, cô sẽ hướng dẫn các bạn về cái format của cái chương đầu tiên của một cái bài nghiên cứu, cũng như là sau này để cho năm sau các bạn viết khóa luận hoặc là các bạn nào có ý định làm nghiên cứu thì nó sẽ sử dụng như các bạn ha. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta đang góp, đang có những cái mảnh ghép để cho qua Tết chúng ta sẽ dùng những mảnh ghép này, chúng ta viết thành một cái phần introduction hoàn chỉnh của một cái nghiên cứu. Ok, any question? Rồi, không có thắc mắc nữa thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chúc cả lớp ăn Tết vui vẻ nha. Qua Tết chúng ta sẽ bắt đầu tuần đầu tiên, sẽ bắt đầu có một cái bài assignment đầu tiên nữa. Ok, so goodbye everyone. Dạ, yeah, chào cô. Goodbye, miss. Cảm ơn cả lớp nha.